Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món súp nấm tuyết chay. Món này ăn rất là ngon, đặc biệt là người già và trẻ em ăn rất là bổ dưỡng. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức nấu. 50g nấm tuyết, một trái bắp Mỹ 200g, một củ cà rốt 100g, 100g nấm đùi gà, một ít ngò rí để nêm. Món súp thì phải có bột năng hoặc bột bắp, nhưng mà Diệu Huệ không sử dụng bột mà thay thế vào một miếng khoai mỡ 300g. Các bạn không thích nấu khoai mỡ thì mình thay thế bằng bột năng hoặc bột bắp ha. Gia vị nêm thì chút nữa Diệu Huệ nấu, Diệu Huệ chia sẻ trọng lượng ha. Rồi tất cả nguyên liệu này Diệu Huệ đã rửa sạch rồi, giờ mình đi sơ chế nguyên liệu và nấu ha. Nấm tuyết này thì mình cho vô thau nước mình ngâm ha. Bắp này mình bào ra ha. Cà rốt mình bào sợi rồi cắt nhỏ ra ha. Nấm này mình cũng cắt nhỏ ra ha. Các bạn nấu bằng nấm rơm hoặc là nấm bào ngư cũng được ha. Khoai mỡ này mình dùng cái muỗng nạo. Nấm tuyết này mình đem đi xả rửa. Rồi Diệu Huệ sơ chế xong hết các nguyên liệu rồi. Giờ mình nấu súp ha. Mình cho 1 lít nước nấu sôi sẵn như thế này. Mình cho cái bắp vô trước. Bắp sôi là có bọt, mình vớt bọt ha. Mình nấu cái bắp trước này ra cái nước rất là ngọt. Rồi tiếp đến mình cho cái khoai mỡ vô mình nấu. Nếu mà đặc quá thì mình cho thêm một ít nước sôi ha. Các bạn nấu theo sở thích gia đình mình, thích ăn đặc hoặc lỏng ha. Rồi mình cho cái phần cà rốt vô luôn ha. Rồi mình để đây cho cái nồi súp sôi ha. Mình quay qua, mình bắt chảo lên cho nóng, mình cho vô một xíu dầu ha, chừng một muỗng canh. Mình cho vô một ít hành. Bạn nào ăn chay mà cử ngũ vị tân thì bỏ qua ha. Còn các bạn ăn chay vì sức khỏe thì các bạn muốn nấu bằng hành gì cũng được. Mình xào hành cho thơm. Hành thơm rồi mình cho nấm đùi gà vô, mình xào khử cái vị hắc của nấm ha. Các bạn thích để y như vậy cho vô nấu cũng được, nhưng mà mình khử như thế này á, cái nấm của mình nó sẽ hết cái vị hắc và ăn rất là ngon ha. Mình xào nấm trong lửa lớn để nấm không bị ra nước, đồng thời sẽ bốc được hết cái vị hắc ha. Rồi mình tiến hành nêm gia vị, một muỗng cà phê muối dung luôn ha, 2 muỗng cà phê bột nêm dung luôn, 2 muỗng cà phê đường. Không tới 1 muỗng canh nước mắm nhỏ này thôi ha. Nước mắm mà mình cho nhiều quá thì nó sẽ bị chua. Rồi 1 muỗng canh nước tương, chừng một chút xíu dầu hào thôi ha. Mình cho nhiều vô là món súp của mình nó bị đen, không có đẹp ha các bạn. Rồi mình xào thử. Mình cho luôn cái nấm tuyết vô. Mình
cho nấm tiết vô mình xào 1 phút thôi là được ha. Nấm tiết này cũng có cái vị hắc hắc á, cô chú anh chị em và các bạn, mà mình thử như thế này á, thì nó rất là thơm. Rồi mình tắt bếp. Mình quay trở lại cái nồi súp có bọt thì mình vớt bọt ha. Rồi mình cho hết cái phần nấm vừa xào vô. Cái nồi súp. Rồi mình cho nấm vô mình nấu chừng vài ba phút cho nồi súp mình nó sôi lên là được ha. Rồi súp sôi trở lại được 2 phút rồi. Cô chú anh chị em và các bạn nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình ha. Với khẩu vị gia đình Diệu Huệ là vừa ăn luôn rồi á cô chú anh chị em và các bạn. Rồi như vậy là súp đã được rồi, Diệu Huệ múc ra một tô. Món súp này ăn rất là ngon, nhất là người già và trẻ em ăn món súp này rất là bổ dưỡng luôn. Rồi Diệu Huệ múc xong một tô súp rồi, giờ mình nêm vô đây một xíu tiêu xay ha. Một chút ngò rí, món này có ngò rí thì rất là thơm ngon ha cô chú anh chị em và các bạn. Rồi Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món súp nấm tuyết đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng nấu món súp nấm tuyết này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo, Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.